Dạ, Thành Nguyên mến chào tất cả quý vị thân mến. Hôm nay thì Thành Nguyên đang có mặt tại khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và hôm nay thì Thành Nguyên có một cái thông báo gửi đến cho tất cả quý vị, cô chú anh chị mà đang quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe. Thì hôm nay Thành Nguyên sẽ chia sẻ một vài điều nhé quý vị nhé. Hôm nay thì Thành Nguyên đã chuyển sang cái chỗ mới rộng rãi hơn rồi quý vị. Đây quý vị nhìn cái đường đây. Dạ, có hai làn đường rất là rộng đúng không ạ? Bởi vì là mỗi lần mà Thành Nguyên về cái Bạc Hà đó là Thành Nguyên phải bắt xe từ một cái xe lớn qua xe bé rồi liên tục như vậy, nó rất là mất thời gian và mất thêm kinh phí. Cái thứ hai nữa thì qua bên này đó thì nó rộng hơn và cái đồ mà để Thành Nguyên để đó thì nó sẽ thuận lợi cho cái công việc của Thành Nguyên hơn. Dạ, chứ cái chỗ cũ, chỗ 37 Nguyễn Truyền Thanh thì bây giờ nó đã khá là chật chội rồi đó quý vị. Và đây thì hôm nay Thành Nguyên cho quý vị nhìn thấy cái đường đây, đường rất rộng luôn nha. Đấy, đây, đường rất rộng nha. Dạ, địa chỉ đây là 40 Lạc Long Quân, 40 Lạc Long Quân, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha quý vị nhé. Khi mà các bạn làm xong này quý vị, là đều phải gọt những cái mắt, những cái phần sâu xấu này ra này. Đó, dục ra như vậy đó quý vị. Rồi cuối ngày đó, đây cuối ngày này thì dục những cái đầu đài này rất nhiều này quý vị. Bên Thành Nguyên này làm những cái củ già, không những củ non là bên Thành Nguyên không có làm nha quý vị nhá. Bởi vì củ non mà làm là mình không có dược tính nha quý vị. Vâng, và sang bên đây đó thì Thành Nguyên có những cái sản phẩm như là cái trà Bạc Hà này. Đấy quý vị thấy đây, Thành Nguyên đang trưng bày trên này thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Dạ, trước đây thì Thành Nguyên làm một hộp như vậy là 25 túi, nhưng mà bây giờ đã tăng lên là 30 túi nha quý vị nha. Thành phần dược liệu trong thì nó cũng đã tăng lên. Và một hộp như này là bên Thành Nguyên đang có giá là 250. Dạ, đây là cái số điện thoại và thông tin của đại lý của Thành Nguyên ở trên bao bì luôn nha quý vị nha. Có đại lý ở Việt Nam, cũng như là có đại lý ở bên Pháp, ở bên châu Âu này. Dạ, Thành Nguyên có thông tin ở đó hết rồi. À, còn ở dưới đây là cái hoa đu đủ được sấy khô, cái này là sấy lạnh và loại 1 nha quý vị. Và cái hoa đu đủ này thì một ký của nó là giá 550 nha quý vị nhé. Còn bên đây là cái bạc hà sấy khô, quý vị chúng ta nhìn thấy đây thì bên Thành Nguyên cũng có hút trên không, nhưng mà do cái cảnh bạc hà này nó cũng khá là sắc, cho nên là trong cái quá trình mà mình vận chuyển đi ấy, thì nó cũng sẽ bị xì ra nha. Nhưng mà bên Thành Nguyên thì làm cái túi zip này, và khi chúng ta dùng xong thì chúng ta có thể kéo cái miệng nó lại thì chúng ta bảo quản nó rất lâu, và hạn sử dụng của nó thì là 18 tháng nha quý vị. Và một ký bạc hà đó thì bên Thành Nguyên đang tính giá là 700, còn mình mà lấy 2 ký trở lên thì giảm còn 600 một ký nha quý vị. Và tất cả hàng của Thành Nguyên tất cả đều được thu hoạch từ tự nhiên nhé quý vị nhé. Không có bất kỳ một cái sản phẩm nào mà có phẩm màu hay là chất tạo mùi, tạo màu hay là chất bảo quản nhé quý vị. Ngoài cái trà bạc hà, ngoài cái hoa đu đủ và cái bạc hà khô ra thì bên Thành Nguyên vẫn có những cái siêu sắc thuốc để gửi đến cho tất cả quý vị. Hiện tại là cái siêu này bên Thành Nguyên đang chỉ có một cái loại này nữa. Và cái loại này thì nó là của Việt Nam. Và bảo hành là 1 năm nhé quý vị. Nhà siêu này bảo hành 1 năm, cho nên là quý vị cứ yên tâm nếu như mà có cái sự cố gì xảy ra. Và ngoài ra đó thì bên cái hãng này cũng có bảo hiểm lên đến là 1 tỷ đồng luôn đấy quý vị, cái trách nhiệm sản phẩm này. Nhưng mà chưa thấy ai phản hồi lại là cái siêu này nó bị lỗi hay là bị gì hết đó quý vị. Thành Nguyên đã gửi cho mọi người rất nhiều nhưng mà chưa hề thấy một cái lỗi gì luôn. Vâng, trước mắt chúng ta đây là cái bạc hà sấy khô nha quý vị nhé. Đây là các bạn vừa mới sao xong này quý vị. Đấy, nó có cái màu ngà ngà vàng nha, chứ nó không có trắng tinh, trắng trứ đâu nha quý vị. Đây, quý vị thấy những cái chấm màu vàng này không ạ? Đây là những cái đường gân của nó nha. Thường là những cái củ già là nó mới có những cái này nha. Đấy, vậy là quý vị chúng ta bỏ lên mình sắc thôi, chứ còn không có phải sao đồ này kia nữa. Bây giờ thì bên Thành Nguyên làm cho luôn rồi, bởi vì có một số cô chú anh chị lớn tuổi về không có thời gian để mình làm ấy, mà có nhiều người cũng không có biết làm nữa. Cho nên bây giờ bên Thành Nguyên làm cho luôn. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Thành Nguyên đang có mặt ở bên cái phòng xử lý cái củ bạc hà tươi nhé quý vị nhé.
hôm nay thì Thánh Nguyên sẽ chia sẻ thêm cho tất cả quý vị chúng ta nắm rõ hơn về cái lý do vì sao mà người Việt của mình á là có bệnh nhiều hơn tất cả những nước lân cận cũng như là những nước ở trên thế giới đó quý vị. Hôm nay Thánh Nguyên sẽ chia sẻ về cái điều này. Trước đó thì có một buổi live stream Thánh Nguyên cũng có nói qua rồi, nhưng mà hôm nay thì Thánh Nguyên xin phép được nói lại nha. Theo công bố của Sở Y tế đó thì những người mà bị bệnh ở Việt Nam nhiều là do gì ạ quý vị? Chính là từ miệng mà ra, là do ăn uống đó quý vị. Trong cuộc sống của chúng ta đó thì về cái nguồn thực phẩm ở Việt Nam thì thật sự là nó rất là nhức nhối, rất là khó chịu luôn. Bởi vì bây giờ chúng ta đi ra ngoài chợ, đi ra ở đâu đó mà chúng ta đi mua đồ á, về không cẩn thận là đau bụng này kia là cái chuyện rất là bình thường. Về cái thực phẩm Việt Nam thì nó rất là phức tạp, thật sự rất phức tạp luôn. Đó là về thực phẩm này, thịt thà, cá, mắm, rồi rau, đồ này kia kia nọ, là nói chung là ở đâu đâu cũng có những cái thực phẩm mà nó có chất kích thích và có thuốc này kia nhá quý vị nhá, rất nhiều, rất nhiều luôn. Ngoài ra đó thì cái khâu đầu vào nó đã kém chất lượng rồi. Rồi đến cái khi mà đi mình về chế biến nấu ăn này kia nữa, nó lại thêm một cái vấn đề nhức nhối nữa, đó chính là cái vấn đề mà ăn chung chả này kia đó quý vị. Thánh Nguyên đi rất là nhiều cái tiệc và nhiều cái nơi ăn uống đó thì Thánh Nguyên chứng kiến và thấy rằng có nhiều người người ta ăn nó giống như là cái món súp này, cái nồi lẩu hay gì đó, mình có một cái đôi đũa thì mình lấy một cái đôi đũa sạch đi, mình dùng riêng, đúng không ạ, rất là vệ sinh mà ai cũng yên tâm. Còn đây là mảnh người nào người trao, người ta đảo trong cái nồi súp, cái nồi lẩu thì thấy ghê lắm. Bởi vì quý vị biết không, người ta đưa đũa vào miệng, người ta mút chép chép chập 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 xong rồi người ta đưa vào đó, người ta quấy, người ta đảo trong ấy, ai đâu mà dám ăn. Bệnh lây nhiễm, bệnh viêm gan A, viêm gan B gì đó người ta nói. Mà nếu như mà mình ăn xong á, mà nó vật ngã ra mà bị liền á, thì mình biết ngay. Chứ bệnh nó đâu có phát ngay đâu quý vị. 5-3 tháng rồi thậm chí cả 5-2 năm sau nó mới phát bệnh ra nặng thêm. Thì lúc đó sao? Đấy, lúc đó sao quý vị? Mình đâu có biết là cái nguyên nhân. Nhưng mà thực sự ra là cái nguyên nhân là từ những cái ngày tháng trước đó, do mình ăn uống chung chả, rồi là mình không có vệ sinh trong cái khâu đó đó quý vị. Cái thứ nhất là cái đầu vào mình mua ngoài chợ này là nó đã có thuốc rồi, rồi đi về nhà nữa, rồi thêm cái khâu đó nữa thì thôi thua. Mà Thánh Nguyên nói cái điều này là có nhiều người tự ái lắm, có nhiều người tự ái, bởi vì nói cái văn hóa của chúng tôi như vậy được quen rồi. Giờ cái đó mình phải bảo vệ cho sức khỏe bản thân mình, cho người thân mình, cho gia đình của mình. Đấy, mình phải rõ ràng trong khâu đó quý vị ạ. Thật sự ra cái khâu đó là cái khâu rất là vệ sinh, rất là ok, bởi vì ai cũng hưởng ứng về cái điều đó. Mà bây giờ chúng ta cứ bảo thủ, chúng ta bảo rằng là không, cái chuyện đó là chuyện bình thường, nó không hề bình thường đâu. Đấy, Thánh Nguyên nói thật với quý vị là ở Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước nghèo. Đấy, chứ không phải là đất nước giàu có tiên tiến giống như những cái đất nước phương Tây. Cho nên là mình đã khó khăn về kinh tế, khó khăn về mọi thứ thì chúng ta phải giữ lấy bản thân, phải giữ lấy sức khỏe của việc. Chứ đừng có để mà đến khi mà mình nặng quá rồi chúng ta mới đưa đi chạy. Thì lúc đó tất nhiên thì có nhiều người, người ta có tiền thì người ta tìm đủ mọi cách để người ta chạy chữa thì ok. Nhưng mà cũng hên xui nha, cũng hên xui. Chứ không phải là chứ có tiền là sẽ được đâu. Mà có nhiều người, người ta khó khăn trong điều kiện kinh tế này kia thì rất là khổ luôn. Lúc đó thì nhà thì không có mà ở, đất cũng không có để mà bán đâu. Bởi vì lúc đó là lo hết rồi quý vị, bán lo hết rồi còn đâu nữa. Cho nên là chúng ta cố gắng trong khi mà chúng ta có thể lo được cho sức khỏe của mình thì chúng ta nên lo và nên giữ gìn. Nhà kể cả cái bạc hà cũng vậy quý vị, kể cả cái bạc hà cũng vậy. Nhiều người dùng thì Thánh Nguyên ghi nhận nó rất là tốt. Nhưng mà không phải là 10 người được hết cả 10 đâu quý vị ơi. Đấy, cho nên là chúng ta đừng có ý y rằng là mình bị cái gì đều có cái bạc hà này nó lo này. Dạ, không có đâu. Dạ, nó tùy vào cơ địa mỗi người, nó tùy vào tình trạng bệnh và sức khỏe mỗi người mỗi khác nhau. Đấy, chứ chúng ta cứ bảo là thôi bị cái gì có bạc hà này nó lo này cũng đỡ. Dạ, hên xui lắm quý vị ạ. Như bên Thánh Nguyên ghi nhận thì 10 người thì đâu đó cũng được khoảng 5-6 người là may mắn lắm rồi.
Dạ, chứ không phải là 10 mà được hết cả 10 đâu. Nếu mà 10 mà được hết cả 10 thì cũng nó là thần dược luôn đấy. Nhưng mà không, nó không phải. Điều này Thánh Nguyên nói đi nói lại cũng rất là nhiều. Nó không phải là thần dược nhá quý vị nhá. Dạ, nó may thầy phước chủ thôi. Đấy, cho nên là chúng ta hết sức lưu ý và cẩn thận về trong cái khâu ăn uống, bệnh từ miệng mà ra đó quý vị. Cho nên là Thánh Nguyên nói thì sẽ đồng cảm đến một số cô chú anh chị đấy. Nhưng mà thôi thì cô chú anh chị nào mà biết được rồi thì cũng hoan hỉ cho Thánh Nguyên nha. Còn nếu mà chúng ta mà thấy những gì mà Thánh Nguyên nói mà ok, tiếp thu được thì chúng ta ghi nhận thôi. Còn nếu mà không thì mọi người có thể để ngoài tai. Dạ, không vấn đề. Dạ. Đây thì sau lưng của Thánh Nguyên á, thì các bạn vẫn phải xử lý những cái mắt sâu nhé. Những cái mắt sâu và những cái chỗ nào mà xấu quá thì sẽ lược ra. Và bên đây thì có chị gái cũng đang cầu vỏ này quý vị. Nói chung là mọi thứ là làm rất là sạch sẽ luôn trước khi mà đưa vào máy sấy nha. Vâng, đây là quý vị, trên tay của Thánh Nguyên đây, một cái củ nó cũng vừa, nó cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà quý vị nhìn này, nó rất là già nha quý vị nhé. Và thường là những cái củ này là nó nằm ở cái phần rễ là nhiều. Bởi vì bên Thánh Nguyên thì những cái củ non là bên Thánh Nguyên không có làm. Đây, thường là Thánh Nguyên nếu mà cái những cái củ mà nó vừa là phải già nha. Còn nếu không là phải những cái củ nó rất là lớn, phải bằng từ cái bắp đùi trở lên bằng cái cột nhà đó quý vị. Trước đây Thánh Nguyên có ghi nhận cho quý vị xem là có những cái củ mà nó lên tới 60kg. Mà đó là chặt rồi đấy nha. Chặt rồi mà nó còn 60kg rồi quý vị. Dạ, nếu như mà mình bế một người nào đó mà 60kg thì nó rất là dễ. Nhưng mà một cái củ này mà thật sự ôm 60kg lên là cũng rất phê. Vâng, nói về cái bạc hà. Dạ, thì nhiều người cứ hỏi Thánh Nguyên rằng là mình uống cái tươi hay là cái khô thì cái nào tốt hơn. Trước đây thì Thánh Nguyên có hướng dẫn mọi người uống. Nhưng mà sau này thì Thánh Nguyên có nói với tất cả quý vị, sau khi mà Thánh Nguyên làm cái trà bạc hà này và đưa mẫu đi để mà làm xét nghiệm đấy, thì mới biết rằng là những cái tươi chúng ta không nên uống nha quý vị nha. Không nên uống bởi vì là cái độc tố của nó rất cao. Dạ, nói như thế để cho mọi người hiểu rõ hơn. Rồi cái thứ hai nữa là về cái bạc hà này nó hỗ trợ được cho chúng ta trong vấn đề về sức khỏe là những cái bệnh gì. Thì hôm nay Thánh Nguyên sẽ nói sơ lược lại nha quý vị nha. Bên Thánh Nguyên ghi nhận là những cái phản hồi của những cô chú anh chị mà đã dùng cái bạc hà này, sau đó thông báo lại cho Thánh Nguyên. Dạ, thì nó cho thấy được một số kết quả như sau. Cái thứ nhất là về những vấn đề về u sơ nhân sơ, rồi những người có bướu, có hạch, những người mà có tế bào ca. Cái thứ hai nữa là về đường tiêu hóa như là dạ dày, đại tràng, tá tràng, trực tràng. Rồi cái thứ ba nữa là về những bệnh lý về tim, gan, phổi, thận. Nha. Rồi cái thứ tư nữa là về đa xương khớp quý vị. Đa xương khớp này thì nó rất là hay. Đa xương khớp thì quý vị cũng biết rồi, từ phong tê thấp cho đến là tê bì tay chân, rồi cho đến là thoái hóa, rồi cho đến là gai, rồi cho đến là thoát vị đồ này kia. Tất cả về cái hệ xương khớp thì Thánh Nguyên ghi nhận rất nhiều. Rồi cái nữa đó là về cảm thương hàn, rồi về xoang, rồi về tuyến tiền liệt, tai biến liệt nửa người, huyết áp cao, huyết áp thấp, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bệnh tiểu đường, bệnh gút, bệnh trĩ, những người mà mắt kém, những người mà có vấn đề về da như là về nến, á sừng, rồi bệnh nấm, rồi thần kinh zona đó, rồi những người mà kém ăn kém ngủ này kia thì Thánh Nguyên ghi nhận rất là nhiều. Tất nhiên thì bây giờ như lúc nãy Thánh Nguyên nói đó, 10 người được hết cả 10 thì không, chắc chắn là không thể nào có rồi. Dạ, nó tùy cơ địa mỗi người, dạ, tùy vào cái duyên và cái phước mỗi người, rồi cái sự ăn uống kiêng khem và tình trạng bệnh mỗi người nó mỗi khác nhau, dạ, không ai giống nhau đấy. Cho nên là chúng ta đừng có nghĩ rằng là bạc hà này là thần dược nha. Nó như Thánh mới nói rồi, nói chung là 10 người thì được khoảng 5-6 người thôi. Và thêm nữa quý vị, cái bạc hà mà nó phải nói là lâu năm đấy, bây giờ thật sự rất khan hiếm. Bây giờ rất khan hiếm quý vị. Cho nên là Thánh Nguyên cũng đang cần những cái nguồn cung cấp mới. Nếu như ở khu vực giáp biên giới mà quý vị nào, và Thánh Nguyên mong muốn rằng là ở khu vực phía Nam thì càng tốt nha. Nếu như khu vực biên giới mà ở những cái khu rừng nào đang chưa có người mà khai thác cái củ này nhiều đó, thì quý vị nào mà
Có thì liên hệ với Thánh Nguyên dùng nha. Thật sự là dịp này Thánh Nguyên rất là cần, bởi vì cái củ tươi bây giờ hiếm quá, hiếm quá quý vị. Lâu lâu mới lấy được chuyến, chứ không có lấy được nhiều. Mà quý vị biết là nó rất là hao, quý vị, mình cào vỏ đi này, rồi quá trình mà nó bị hư hỏng này, rồi cái phần mà bên các bạn phải xử lý những cái phần mà sâu xấu gì đó là phải xử lý ra, cho nên là nó hao rất nhiều. Tính ra mà một tấn thì Thành Nguyên lấy đâu đó được khoảng 500-600 kg, còn lại là dùng bỏ hết đấy, rất là hao luôn. Rồi chưa kể đến những cái đầu đầy nó, quý vị, khi mà vào máy nó cắt nó trừ lại cái phần đầu trước và cái đầu sau đấy, nên là rất là hao. Và những cái thông tin của Thành Nguyên thì Thành Nguyên có cho chạy trên màn hình đấy nha quý vị nha. Những đại lý của Thành Nguyên thì Thành Nguyên có ghi số điện thoại đó rồi. Quý vị chúng ta nếu mà cần hỗ trợ và cần liên hệ thì chúng ta có thể gọi vào những cái số trên màn hình giúp cho Thành Nguyên nhé. Cứ yên tâm là những cái số trên đại lý của Thành Nguyên thì tất cả là hàng của Thành Nguyên gửi về, nhà không có hàng nhái, hàng kém chất lượng trà trộn vào nhé quý vị nhé. Còn mà quý vị mà muốn lấy những cái hàng kém chất lượng mà hàng rẻ đó thì chúng ta có thể lên những cái trang thương mại điện tử khác, chúng ta mua trên đó thì rất rẻ luôn. Nói chung thì người ta bán có mấy chục ngàn cũng có, 100-200 ngàn cũng có, là 1 kg đấy. Nhưng mà bên Thành Nguyên thì cái loại đó bên Thành Nguyên không có làm, quý vị ạ. Rồi cuối chương trình thì Thành Nguyên cũng mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ạ.